Yam ekang jivitam sayo basato dayabhayam. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một được pháp sinh diệt. Phổ thơ Hòa thượng Thích Minh Châu. 100 năm sống có ích gì, pháp đi pháp đến vô tri chẳng tường. Một ngày quả thật khó lường, thấy pháp sanh diệt vô thường ra sao. Ở Hòa thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã kể xong thì bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Trần Đào. Dạ, kính mời chị ạ. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sang Khai giả. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư cộng đức tăng. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn cô tu nữ tự viên chị Đàm Long chân hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 113. Dồ cha qua xa xà tăng chi vế a ba sang u vô đà nhập ma văn e ca hăng chi vi tăng si yo ba sa tu u đà nhập ma văn yo cha wa sa sa tăng chi vi a ba sang u đà nhập ma văn e ca hăng chi vi tăng si yo ba sa tu u đà nhập ma văn. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Đó là phổ thơ của Hòa thượng Thích Minh Châu. Rồi cha qua xa xa tăng chi vi a ba sa hu đà dập ma văn e ca hai chi vi tăng say yo ba sa tu đà dập ma văn. 100 năm sống có pháp đi pháp đến vô tri chẳng tường. Một ngày quả thật khó lường, thấy pháp sanh diệt vô thường ra sao. Đó là phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Và dạ, con đã kể xong rồi. Cảm ơn huynh Vatthana đã bắt bài. Và dạ, con kính mời Đại Đức Tể Đức ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh pháp cú câu số 113. Yo cha quá sa sa tăng chi quê apa sang udayap ba yang e ca hằng chi quyết tăng say vô pasato udayapayan. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. 100 năm sống có ích gì, pháp đi pháp đến vô tri chẳng tường. Một ngày quả thật khó lường, thấy pháp sanh diệt vô thường ra sao. Là bản dịch của ngài Hòa thượng Giới Đức ạ. Dạ, con xin kệ ạ. Yo cha wa sa sa tăng chi quê a pa sang u ra ya pa yang e ca hăng chi vi tăng say yo ba sa to u ra ya pa yang. Yo cha wa sa sa tăng chi quê a pa sang u ra ya pa yang e ca hăng chi vi tăng say yo ba sa to u ra ya pa yang. Yo cha wa sa sa tăng chi quê a pa sang u ra ya pa yang e ca hăng chi vi tăng say yo ba sa to u ra ya pa yang. Dạ, con xin hát ạ. Xin mời cô Đà Đông tiếp theo ạ. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức.
Con kính lãnh lễ ba bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính lãnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhài, đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 113. Yo cha wat sa sa tang chi we a pat sang nu da yap ba yang e ka hang chi we tang say yo pat sa to u da yap ba yang yo cha wat sa sa tang chi we a pat sang nu da yap ba yang e ka hang chi we tang say yo pat sa to u da yap ba yang dù cha quát xa xa tầng trì quê áp áp sằng ngũ đá giáp ba dằn ê ca hằng trì quý tầng xây dù bát xa tù ngũ đá giáp ba dằn. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dù giá quát xá sát tăng trì quê á bát sằng ngũ đá giáp bá dằn ê ca hằng trì quý tăng xây vô bát xá tô ngũ đá giáp bá dằn. 100 năm sống có ích gì, pháp đi pháp đến nhiều tri chẳng từng. 1 ngày quả thật khó lường, thấy pháp sanh diệt vô thường ra sao. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Nhân. Dạ, sa thú kính cảm ơn sức rạng đông. Nam mô Bụt Thà, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Hồng Kha, dạ. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng. Con kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức, Tuệ Nhẫn đại đức, Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 113. Vô chá quá xá, xá tăng chi quê. Á bát xăng, ô đá giáp bá dân. Ê ca hăng, chi quý tăng xây vô. Bát xá tô, ô đá giáp bá dân. Vô chá quá xá, xá tăng chi quê. Á bát sằng ú đá giáp bá dân. Ê ca hằng chi quý tăng xây vô. Bát xá tô ú đá giáp bá dân. Vô chá quá xá, xá tăng chi quê. Á bát sằng ú đá giáp bá dân. Ê ca hằng chi quý tăng xây vô. Bát xá tô ú đá giáp bá dằn. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. 100 năm sống có ích gì, pháp đi pháp đến vô tri chẳng tường. 1 ngày quả thật khó lường, thấy pháp sanh diệt vô thường ra sao. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Duy Đức. Và Cẩm Nhân đã ôm xong. Và kính mời bàn tay của huynh Quách Thanh Á, Xích Nhật Quỳnh. Và kính mời quý vị nhé. Và mời huynh. Sa thu lành thay Xích Cẩm Vân. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵng Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 113. Và cảm ơn Xích Nhật Trình, Xích Đặng Đông, Xích Trần Đạo và cô tu nữ Tuệ Duyên cho biết nghe rõ. Yo cha vát sa sa tăng chi vế. Apat sang udaya bayang ekang chiwitang seyo pasato udaya bayang yo cha wasa satang chiwe
Apasang udayabayam ekahang chivitang sayo patsato udayabayam yujavatsa satang chive apasang udayabayam ekahang chivitang sayo patsato udayabayam yu cha vat sa sa tang chi ve a pa sang u da yam ba yang e ka hang chi vi tang sa yo pa sa to u da yap ba yang yu cha vat sa sa tang chi ve a pa sang u da yap ba yang e ka hang chi vi tang sa yo Pasato udayam bhayam. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Bản dịch của Ngài Minh Châu. 100 năm sống có ích gì, pháp đi pháp đến vô tri chẳng tường. Một ngày quả thật khó lường, thấy pháp sanh diệt vô thường ra sao. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin việc xung ích. Dạ kính mời Sita Nhật Huỳnh. Dạ sa thu kính cảm ơn Minh Quách Thành Á. Dạ Nhật Huỳnh ngồi nghe Huỳnh kể mà Nhật Huỳnh cười quá, nay mít ế nên Huỳnh phải đọc nhiều lần. Sa thu kính cảm ơn Huỳnh. Dạ, kính lễ cô tu nữ thăm mát cho rí cô vào đạo tràng. Cô ơi, hôm nay cô vào đạo tràng, cô có ôn bài được không? Nếu được thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay cô nha. Dạ, cảm ơn Quỳnh Vách Tha Ná cho bài học. Dạ, cô tu nữ thăm mát cho rí có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cô có ôn bài được không? Nếu cô ôn bài được thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay cô. Nhật Quỳnh nhường mít để cô lên chào đạo tràng rồi ôn bài luôn. Dạ, cô có nghe được không cô? Dạ, Nhật Quỳnh chưa có thấy tín hiệu cơ. Dạ, Nhật Quỳnh xin được ôn bài trước ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Con xin được ôn bài câu pháp cú kinh số 113. Giờ cho qua sa sa tăng chi về áp ba sang ung đa dắp ba dằng ệ ca hằng chi vi tăng xây giờ qua sa tơ ung đa dắp ba dằng. Giờ cho qua sa sa tăng chi về áp ba sang ung đa dắp ba dằng ệ ca hằng chi vi tăng xây giờ qua sa tơ ung đa dắp ba dằng. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Vô cha quát xa xa tăng chi về à bà sang ưu đà dắp bài ế ca hăng chi vì tăng xây dơ bà sa tơ ưu đà dắp ba dặn. Vô cha qua xa sa tăng chi về a ba sang u đà dắp ba dặn ế ca hăng chi vì tăng xây dơ ba sa tơ u đà dắp ba dặn. Trăm năm sống có ích gì, pháp đi pháp đến vô tri chẳng tường. Một ngày quả thật khó lường, thấy pháp sanh diệt vô thường ra sao. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tuyên phong ôn bài pháp cú kinh số 113. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Xích Rạng Đông, Xích Trần Đạo, cô tu nữ Tệ Duyên đã hoan hỷ lên ôn bài. Và bây giờ cũng vừa đến giờ học bài mới. Con xin thay mặt đạo tràng
để cung thỉnh pháp sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy từ vựng duyên sự ý nghĩa câu pháp cú kinh số 114. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Vinh Vát Tha Ná đã cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Phá Gà Vá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bùa Tha Sa. Nam mô Ta Sa Phá Gà Vá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bùa Tha Sa. Nam mô Ta Sa Phá Gà Vá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bùa Tha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngàn dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ, đó là nhóm kiều chẳng như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà dạp vẹn toàn, một lòng chẳng khỏi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Ca tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 114. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính bích đến sư ạ. Dạ, khoảnh khắc thấy đó vụt qua rất là nhanh. Thế giới này chỉ có cái thế giới của cái thấy. Rồi khi mà cái thấy nó đang có mặt thì cái nghe, cái ngửi, cái nếm nó không có mặt. Và khi cái thấy nó sanh khởi thì đối tượng thị giác nó có mặt. Đối tượng thị giác thì nó không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là chó, là mèo. Nó là một pháp, nó là một thực tại. Nếu chúng ta không biết về nó thì mãi mãi chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết. Quý vị đừng có nói tại sao mà sư Tuệ Nhẫn hay nói như vậy. Nhưng mà quý vị cứ nghe dần dần rồi quý vị mới thấy sự kỳ diệu của giáo pháp. Thì lúc đó quý vị sẽ tin vào chính mình và tin vào Phật pháp 100%. Lời Đức Phật dạy. Quý vị sẽ thấy không có một khoảnh khắc nào là tôi, là của tôi hay tự ngã của tôi cả. Cái thấy này cũng do duyên khởi. Cái thấy của ngày hôm qua nó do duyên khởi của ngày hôm qua và nó diệt đi rồi. Cái thấy ngày hôm nay nó cũng là duyên khởi và nó lại diệt đi. Nó không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Không có con người nào cái thấy cả. Rồi cũng không có cái con người nào ở trong cái đối tượng được thấy cả. Đối tượng được thấy thì nó không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm cái gì hết. Nó là vô tri vô giác. Nó là vô tri vô giác. Cái đối tượng được thấy thì nó không phải là đối tượng được nghe. Nó là một sắc, nhưng mà cái sắc của nó không phải là cái sắc được nghe, nó chỉ là cái sắc được thấy thôi. Và dù bạn có hiểu nó hay không hiểu nó thì từ sáng đến chiều cho lúc bạn ngủ, nó vẫn xuất hiện và biến mất. Và muôn kiếp nữa, nó cũng là như vậy. Bạn có tái sanh cỡ nào thì cái thấy cũng xuất hiện, cái nghe cũng xuất hiện, cái ngửi cũng xuất hiện. Và các pháp hữu vi chỉ có bấy nhiêu đó thôi, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tham không phải là đàn ông hay đàn bà. Tham thì không thể sanh chung với cái thấy được.
Cái thấy phải diệt đi thì tham nó mới có cơ hội để sanh khởi. Do vậy cái thấy là vô thường, nó không thể trụ vững được trong sát la kế tiếp được. Nó chỉ có một sát la rất ngắn ngủi. Và đó là trí tuệ toàn giác của Đức Phật đã nói cho chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta thường như chúng ta quên mất, chúng ta luôn luôn nhớ về câu chuyện, nhớ về kiếp này, kiếp sau. Nhưng mà chúng ta không hiểu kiếp này, kiếp sau là gì. Ngày mai các bạn thức dậy thì cũng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cái cứng, cái mềm, tham, sân, si, nó lại thức dậy. Nhưng mà trí tuệ nó không thức dậy nếu khoảnh khắc này chúng ta không nói cho nhau về pháp. Tâm nó không có được ghi chú, nó không có lớn mạnh trong thực tại. Chắc có lẽ các cô chú già học Phật Pháp rất là nhiều rồi, những cái lời nói này nó sẽ thấm đẫm vào trong trái tim của các cô chú, các bà, các bác. Và cái giá trị của mình đem theo về tuổi già là vô cùng lớn. Khi mà chúng ta hiểu được thực tại thì xả ly nó mới thực sự có mặt. Từ sáng đến giờ không có một khoảnh khắc nào, và tất cả thế giới này cũng vậy, không có một con người nào ở bất cứ đâu, bất cứ tình huống nào, mà chỉ có các cái tính chất của cái vô tri và cái tính chất của tâm, tâm sở luôn luôn kinh nghiệm và biến mất. Cái nghe thì chắc chắn không phải là cái thấy, và hai cái này chắc chắn không bao giờ sanh cùng với nhau. Do vậy cái nghe chưa từng biết cái thấy trong suốt vòng sanh tử luân hồi. Vậy thì chúng là ai đây? Làm sao là tôi được? À, chúng là riêng sanh. Chúng không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Như vậy thì tham làm sao là của tôi được? Sân làm sao là của tôi? Si làm sao là của tôi? Chánh niệm trí tuệ cũng không là của tôi. Không có bất cứ một khoảnh khắc nào, không có một pháp nào mà chứa cái tôi hay con người nào cả. Chúng chỉ là các cái tính chất hữu vi sanh khởi do duyên và hoàn toàn biến mất. Như vậy thế giới của chúng vừa sanh đã diệt mất rồi. Thế giới của chân đế không có người, không có tôi, không có ta, không có tự ngã, không có đàn ông, không có đàn bà, không có nhà, không có cửa, không có cõi người, cõi trời như chúng ta thường nghĩ. Nếu không có cái thấy, không có cái được thấy thì không thể nào gọi đây là cái con người kia, nhà của tôi, tài sản của tôi được. Cái là gì? Có phải tứ đại Đức Phật đã dạy cho chúng ta, chúng là một loài ngạ quỷ mà chúng ta đã tôn thờ thành thần thánh. Chúng ta sợ hãi và quỳ lụy trong tứ đại phải không? Phải chúng ta chấp trong cái cứng cái mềm đã rất nhiều đời rồi phải không? Có phải chúng ta tham đắm trong cái mùi cái vị rất nhiều đời rồi phải không? Thật là phũ phàng, nhưng đó là sự thật. Kiếp sau là gì? Ngày mai các bạn lại thức dậy, các bạn kiểm tra xem nó có thật như vậy không? Nhưng nó vô cùng khó hiểu phải không? Chúng ta lại chạy vào câu chuyện của người này người kia nữa rồi. Rất là mau. Vô minh luôn luôn đẩy chúng ta ra khỏi cái thế giới của thực tại. Đó chính là trầm luân của sanh tử. Mỗi khi chúng ta nghe, chúng ta nghĩ rằng tôi nghe, và chúng ta chạy vào đối tượng, cho đối tượng là con người này, con người kia, xấu đẹp, sang hèn. Nhưng thế giới của sự thật, nó cũng là tính chất ở trong đời sống hàng ngày đó, nhưng chúng ta quên về nó. Chúng ta chỉ nhớ một câu chuyện dài. Nên chúng ta bỏ ra những cái pháp rất là vô thượng như vậy. Nên Đức Phật dạy cái câu kệ này là sao? Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt á,
tốt hơn sống một ngày thôi, sống được thấy được pháp sanh diệt. Hãy nhớ, hãy quay về lại với chính mình để kiểm tra rằng thế giới này quả thật chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hết rồi. Tham sân si nó cũng sanh lên ở đó. Tham sân si không thể nào sanh ở trong sách vở được. Nó sanh là sau cái thấy, cái nghe, khi cái xúc nó sanh khởi. Nếu không có xúc, tiếp xúc giữa mắt và các sắc thì không có thọ. Nếu không có thọ thì không có ái. Không có ái thì không có thủ. Do vậy chúng ta phải luôn luôn nhớ về pháp. Luôn luôn nhớ về pháp. Và bây giờ chúng con xin đảnh lễ ân đức Tam Bảo và chúng ta học câu kệ số 104 này. Arahang Samma Sambu Tho Phagawa Buddhang Phagawantang Afiwa Devi Sokho Phagawata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Phagawato Sawaka Sangho Sangkhang Namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo. Đức Phật, Đức Thế Tôn, Bậc Toàn Tri Diệu Giác, Vô Lượng Từ Bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật là xứng đáng là Thầy của chư thiên và nhân loại. Con cung kính đảnh lễ chánh pháp là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các quanh bệnh phiền não của chúng sanh. Nếu những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo diệu pháp của Đức Phật, chắc chắn được an lạc đời này đời sau và chấm dứt tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo, đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Phước báo thanh, những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt lớn lành đến Tăng Bảo, chắc chắn trong vòng trầm luân còn sanh tử, dòng tâm thức của họ sẽ đạt được rất nhiều phước báo vô lượng, và nhất là thành tựu các cái duyên lành để chứng đắc được thành Phật quả, thành các bậc độc toàn giác, độc giác và chư thinh văn giác. Do phước báo thanh cao này, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích, cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bày tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ So, Long Vương, Càn Thất Bà, xuất sanh ngạ quỷ, phi nhân, A-tu-la, Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo Phật. Ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi, xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và tiến tu trong chánh pháp tối thượng của ngài, chấm dứt được sanh tử luân hồi khổ đau. Phước lành này mong cho con cũng sớm được chứng đạo chứng quả ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Tha nhé. À, quý vị yên tâm, quý vị nghe pháp thì nghe những cái gì lợi ích nhất, chúng tôi chia sẻ những cái gì lợi ích nhất. Giờ này là giờ của vị giảng sư, nên vị giảng sư có quyền thuyết giảng như thế nào, miễn làm sao đem đến quý vị thật nhiều trí tuệ và niềm tin ý nghĩa của giáo pháp Đức Phật. Còn giảng một thời pháp mà không đem đến một cái kết quả gì thì đó là một điều tai hại trong chánh pháp của Đức Phật. Quý vị phải nhớ một điều đó. Câu kệ số 114 Bali là Yo Chawasat Satang Chiwe Apasang Amutang Padang Ekahang Chiwitang Sayo Pasato Amatang Padang. Và người nào có thể sống 100 năm không thấy vị thế bất tử, mạng sống một ngày của người đang nhìn thấy vị thế bất tử là tốt đẹp hơn. Bây giờ nói bất tử thì sanh tử là gì? Khi mình thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, mình lao theo các dục, đó là sanh tử. Còn khi mình thấy rõ cái dục đó là nguy hiểm, đây chỉ là sắc pháp vô tri, đây chỉ là sắc pháp bất tịnh, đây chỉ là thức này, danh này nó đã diệt rồi, nó không còn sanh trở lại nữa, chạy theo chúng là khổ đau. Thì lúc này, tâm lúc này là gì? Là chánh niệm và bất động. Có cần chúng ta phải đi đâu đó để tìm pháp không? Không bao giờ có chuyện đó. Nếu như ngày nào chúng ta chưa biết được về cái thấy cái nghe ngay khoảnh khắc này, tham nó nôi đi và chánh niệm tỉnh giác ở đây, chúng ta không bao giờ nếm hương vị bất tử được, dầu muôn ngàn kiếp nữa.
Như vậy vị bản sư giáo pháp của Đức Phật vô cùng khó giảng về những cái thực tại tối hậu mà nó thiết thực vào trong đời sống. Còn câu chuyện thì chúng ta có nói đến muôn ngàn năm, thì chúng ta chỉ chạy theo, bám vào và tâm của chúng ta nó tưởng. Và như vậy thì vô minh và tham ái nó luôn luôn có mặt, tà luôn có mặt, và cái tôi ta luôn luôn có mặt. Mặc dầu chúng ta luôn luôn nói về vô thường, khổ và vô ngã, nhưng chúng ta không hiểu được vô thường, khổ, vô ngã. Cái gì vô thường, cái gì khổ, cái gì vô ngã? Không có ai vô thường cả, không có ai khổ, không có ai vô ngã, mà chính là pháp hữu vi. Cái gì là pháp hữu vi? Pháp hữu vi là gì? À, chính là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này là pháp hữu vi. Vì sao vậy? Vì chúng sanh lên và diệt, chúng không thể tồn tại lâu được. Mà chúng là do duyên sanh, phải không? À. Vì ngoài sáu căn này, chúng ta không tìm đâu được nữa. Không còn cái gì thêm nữa cả. Tất cả pháp đang hiện khởi ở đây rồi. Nếu nó không hiện khởi, chúng ta không thể tìm đâu được có hết. Cái mà đang hiện khởi, chúng ta còn chưa hiểu nó mà. Phải không? À, chúng ta đi xa rời với nó, chúng ta không nói về nó, không nhắc nhở về nó, làm sao tâm của chúng ta gắn liền với nó được? Chúng ta cứ đi theo cái câu chuyện miết, câu chuyện mãi như vậy. Bây giờ mà chúng ta nói về Ngài, Ngài Xá Lợi Phất, thì Ngài bây giờ là Ngài ở đâu rồi? À, Ngài đã vô dư niết bàn rồi. Nhưng mà chúng ta tôn kính Ngài, chúng ta tôn kính Đức Phật, thì chúng ta phải hiểu về hiện tại. Chúng ta phải nói lên cái pháp thù diệu của Đức Phật. Để cho chúng ta thực thấy, thực biết được pháp. Để chúng ta đối diện với tham sân si hàng ngày của chúng ta, để thấy chúng là pháp hữu vi, là vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta có thích thú ở trong tham ái không? À, rất là thích, phải không ạ? Chúng ta có thích sân hận không? Rất là thích. Chúng ta có thích buồn ngủ, si mê, giả dưỡi không? Rất là thích. À. Quý vị đừng có nghĩ rằng phiền não làm cho chúng ta không thích thú. Không phải đâu. Nó làm cho chúng ta rất là thích thú, phải không? Nó đơn giản như vậy thôi. Thì chúng ta biết là cái từ vô chá, quá sắc sắc tăng chi quê, thì chúng ta biết là vô chá là vô là ai rồi ha. Quá sắc sắc tăng là 100 năm chúng ta biết rồi. Chi quê là cái sự sống ha. Còn cái từ á mắt tăng là cái từ mắt tá, tiếp đồng ngữ của nó là a. Nó là một cái danh từ thuộc trung tánh, và ở đây câu kệ này chia theo đối cách. Cái nghĩa của nó là bất tử, amata. Amata. Bất tử quý vị đừng có nghĩ là cái gì đó ghê gớm. Chúng ta không có chạy theo cái đối tượng thị giác màu, mùi, vị, âm thanh. Chúng ta chánh niệm tỉnh giác không có chạy theo những cái pháp hữu vi này, nó là bất tử. Vì bất tử nó cũng nằm sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Chúng ta không có tham si là bất tử. Không có tham dục. Mà khó không? À, vô cùng. Như vậy hàng ngày chúng ta làm việc tất cả mọi thứ để phục vụ cho ai? Cho ông chủ tham. Phải không? À, kiếp nào cũng phục vụ cho ông chủ tham và vô minh hết. Mình đừng có nghĩ rằng mình tu giáo pháp của Đức Phật là mình ngon lành nếu mình không thực sự hiểu, không thực sự biết. Từng chút một pháp trong đời sống hàng ngày. Nên là chúng ta đang đầu tư những cái khổ đau cho sanh tử, chứ không phải chúng ta bố thí, cúng dường gì tốt đẹp đâu, thưa quý vị. Không có chuyện đó đâu. Làm ơn, tỉnh mộng đi. Có phải là chúng ta làm phước một chút xíu mà chúng ta mong ước những đời sau tôi sinh ra như thế này thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tôi sẽ đi xuất gia như này như kia, quý vị thấy nó chạy dài một cái là toàn là tôi ta trong đó không? Đâu có hiểu được cái thiện là gì đâu. Phải không? Đơn giản thôi.
Pháp. Nhưng mà một phước, một cái phước lành của chúng ta nó kéo dài một cái chuỗi dài sanh tử vậy đó. Như vậy nó là đại họa cho chúng ta, chứ không phải là nó tốt lành gì cả, nó không trở thành ba la mật được. Ba la mật nó phải là vô si, phải là vô si. Hằng ngày chúng ta đang mồi cái bức tranh sanh tử của chúng ta luôn luôn là chìm vào, trôi vào cái biển sanh tử, chứ có khi nào mà chúng ta đi ra được không? Một khoảnh khắc thôi đã là khó rồi. Và chúng ta nói về thiền định như này như kia đủ kiểu, nhưng mà thực sự mấy người đạt được thiền định? Mấy người thực sự được thiền định? Mà khi đạt được thiền định rồi lại lấy cái thiền định đó bắt phải tu tập thiền định thì mới trở thành cái thiền quán chính đắc đạo quả. Có phải những cái đó đều tiếp tay cho tà kiến hết? Trí tuệ, ai tạo ra được trí tuệ? Hay chỉ có trí tuệ đúng đắn thì trí tuệ mới rung bồ trí tuệ mà thôi? Ai ép được cái tâm này nó phải tu như thế này, phải tu như thế kia? Ai bắt nó phải chánh niệm như thế này, chánh niệm như thế kia? Chúng ta nói về vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà có hiểu gì đâu. Thế còn những cái thấy nghe ngửi nếm được nó rất thực, từ sáng đến chiều bây giờ có mấy khoảnh khắc nào chúng ta biết về nó, hiểu về nó từng chút một thôi, đã là không có. Mà cái nó đang là thật như vậy mà không hiểu được nó thì chúng ta lấy cái gì để hiểu và hiểu cái gì? Chúng ta phải trả lời một cách chân chánh, đúng pháp thì chúng ta sẽ lộ diện cái bản chất ra liền. Như vậy chúng ta thấy hàng ngày ý niệm về ngã luôn luôn chói cột chúng ta, len lỏi vào sau những cái thấy nghe ngửi nếm đụng này nè. Chúng ta không đặt niềm tin vào cái gì là thực hiện giờ thì chúng ta đâu có cái hải đảo nào để mà nương nhờ đâu. Chúng ta thích ai thì chúng ta nghe cái đó thôi, chứ chúng ta không thực sự nghe để hiểu pháp. Pháp thì không có thích ghét đâu. Pháp là nó rất là đặc biệt. Có ai tạo ra được pháp không? Có ai tạo ra được cái nghe không? Có ai tạo ra được thiền định không? Có ai tạo ra được đạo quả không? Hay tất cả đều phải đương nhờ vào cái duyên sanh của trí tuệ? Vậy nếu mà chúng ta không có tích lũy, không có lắng nghe và không có vun bồi trí tuệ thì đúng đắn thì làm sao mà chúng ta có được một cái con đường đúng được, phải không ạ? Chúng ta phải rất rõ ràng, minh bạch. Đối tượng của thiền định thì có phải là đối tượng của thiền quán không? Dầu thiền định nó cao tột đến phi phi tưởng xứ, thì cái trí tuệ ở trong thiền định đó, nó chỉ hiểu được cái mức độ an tịnh của thiền định thôi. Nó không bao giờ hiểu được sát na sanh diệt của thực tại. Dầu là một sát na cũng không có về cái chuyện mà sanh diệt của tứ niệm xứ. Và chính vì vậy mà giáo pháp của Đức Phật nó thù diệu hơn tất cả mọi cái vị thầy ở trên đời này. Đó là chánh kiến về tứ niệm xứ hay là bốn đế. Và trí tuệ về bốn đế ở đâu thì một cái tâm sở của nó đi chung, nó có 19 sở hữu biến hành và những cái 7 sở hữu tợ tha trong tất cả tâm, làm sao nó lại không có chánh định được?
làm sao nó lại không có tinh tấn được, làm sao nó lại không có niệm được. Trí tuệ nó đi đến đâu là nó có đầy đủ tất cả các cái công năng của nó hết. Nó không thể tách rời được. Phải không? À. Như vậy pháp của Đức Phật, mỗi pháp mà Đức Phật tùy duyên, Đức Phật giảng dạy là rõ ràng. Nhưng mà chúng ta gom theo cái ý của mình mà không hiểu. Không hiểu lời Đức Phật dạy. Và chúng ta phải rõ ràng như vậy. Và tiếp theo nữa, cái từ mát tá thì chúng ta biết rồi. Căn của nó là căn mát. Cộng tá là quá khứ phân tử đã biết. À đã, à, mát tá là đã chết. Mara chứ không phải. Mara là đã chết. Pa đăng, cái từ pa đăng thì chúng ta biết. À, cái danh từ trung tánh. Câu kệ này chia theo đối cách là vị thế. Vị thế. Tiếp theo nữa là e ca hăng chi vi tăng se yo passa passatu anuttapadang, là mạng sống một ngày của người đang nhìn thấy. Của người đang nhìn thấy ở đây là ai đang nhìn thấy? Tuệ giác. À, tuệ giác về về pháp vô vi. Đang nhìn thấy cái vị thế bất tử là tốt hơn. Như vậy pháp bất tử này, thấy được pháp tử là sao? Thấy được Đức Phật, thấy được lời dạy của Ngài và thấy rõ được thân tâm của mình là viễn mộng. Nếu mà quý vị biết được rằng muôn đời sau nữa nó cũng chỉ có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái và cái tham sân si, những cái cảm thọ buồn vui này nó cứ sanh lên rồi nó diệt, nó tiếp nối nhau, nó lại quay đi quẩn lại, nó sanh như diệt mất đi, nhưng mà nó lại sanh cái những cái như vậy nữa, mà nó cứ như vậy, nó lặp đi lặp lại như vậy, thì quý vị có nhàm chán không? Có nhàm chán không? Ngày nào quý vị ra cái nghĩa địa đó, mình thấy cái bộ xương mà trong đời kiếp của mình, mình thấy rằng là nó rang rã ra như vậy, mà mình lại đang mang một cái bộ xương nữa. Cái bộ xương này dần dần nó tàn lụi đi rồi, tiếp tục cái nghiệp nó tái sanh, nó lại tạo ra tiếp nữa là những cái bộ xương nữa. Để tiếp tục như vậy, và đó chỉ là cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng, và cái thấy thì nó không thấy đối tượng thị giác, nghe thì nó lại nghe những cái âm thanh. Nó ngửi thì nó lại ngửi mùi của tứ đại này, ngửi thì nó lại nếm những cái vị đắng, vị ngọt của cái tứ đại này. Rồi cái thân nó lại xúc chạm những cái cứng mềm nóng nặng như vậy đó, những cái thức như vậy. Mà tất cả những cái sắc thọ, sắc cái, nhớ tất cả những cái sắc này, chúng ta đặt định cho nó đây là nhà, cửa, vợ, chồng, con cái, như bản chất của nó đâu có biết ai đâu. Nó là vô tri vô giác. Nó không biết quý vị là ai, nó ai và ai hết. Mà cả một cuộc đời chúng ta phục vụ cho những cái thân bất tịnh này, cái thân giả hợp này. Hàng ngày chúng ta phải đi giết mấy cái ngũ quẩn, chém giết ngũ quẩn, chúng ta chặt ra, chúng ta lấy máu mủ ở trong những cái ngũ quẩn cách đi rồi đó, chúng ta xào đấu ra để chúng ta nhét vào cái ngũ quẩn này. Và cái ngũ quẩn này thì nó lại bất tịnh, ô uế như vậy. Mà chắc chắn rồi, sanh tử luân hồi là chúng ta phải nuôi sống bằng cái đó rồi. À, quý vị cứ như vậy hàng ngày, như vậy chúng ta thấy dạ xoa đó thì xin thưa quý vị, dạ xoa là ác ít lắm. Cái dạ xoa lâu lâu người ta mới bắt một cái con này con kia ta ăn thôi. Còn cái thứ loài người của mình này nè, nó ác kinh khủng lắm, nó không có cái gì ác bằng hết. Và hàng ngày nó hàng dạ xoa nó đầy ở đường, nó đi bắt. Bắt gà, bắt vịt, bắt chó, bắt mèo, nó ăn suốt cả từ nhỏ tới lớn. Miệng người nó cười, chét chét, nó nói chuyện rất là cảm thấy hào sảng. Nó đi, nó dình, nó bắt. Đó. Mình thấy ở ngoài đường đó, nó mang kiếm, mang dao đầy đó, phải không? Ai vậy?
vào các pháp đó, các pháp đó mà. Vậy thế giới này chỉ có ngũ uẩn mà ngũ uẩn thôi, không có cái gì cả. Không có con người nào ở đâu cả. Tóc thì đâu phải có người. Cứng mềm nóng lạnh đâu phải có người. Bất tỉnh ô uế những cái xác chết ăn vào là phẩm thì làm sao là con người được. Không có cái gì là tôi là của tôi cả. Và những cái cảm thọ nó đã sanh gì rồi thì nó là ai? Trong cái cảm thọ có cái cảm thọ nào là tôi nè, của ai, ai vào cái cảm thọ đó không? Không. Không có ai ở đâu hết. Và các bạn có đi muôn trăm sông ngàn bể, có tái sanh hàng muôn ngàn kiếp nữa, các bạn cũng chỉ chìm đắm trong những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đến, cái xúc, cái chạm mà thôi. Và tất cả những cái sắc nó đều vô tri hết, nó không biết bạn là ai hết, nó không biết nó là kim cương vàng ngọc gì hết. Cái đối tượng thị giác thì nó không phải vàng, không phải kim cương, không phải là con người, không phải là ai đó, nó không có dính mắc vào ai hết á. Âm thanh nó cũng không dính mắc vào ai hết, vì nó là vô tri, nó là pháp vô ký. Nó không có lặng tình với ai hết, nó không có sầu muộn bởi ai cả. Cái nóng cái lạnh cũng vậy. Sao vậy? Hằng ngày bạn không thấy nó. Vì bạn học Phật Pháp, Đức Phật nói vi diệu Pháp, mà bạn nói thao thao bất tuyệt về vi diệu Pháp. Nhưng mà cái là thực hiện giờ thì bạn quên mất, thì làm sao hiểu được vi diệu Pháp? Làm sao hiểu được bốn đế? Làm sao hiểu được năm uẩn? Làm sao hiểu được giới định tuệ nó nằm ở đâu? Khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi có giới không? Có định không? Có tuệ không? Chắc chắn một điều là khoảnh khắc nghe là không có giới, không có tuệ, nhưng mà có định. Không có định thì nghe không được. Khoảnh khắc tham thì không có giới, không có giới hạnh, nhưng mà nó có giới bất thiện của Pháp, nhưng mà nó không có giới hạnh và nó không có trí tuệ. Nhưng nó có định không? Có chứ. Như vậy là khoảnh khắc nào nó cũng phải có định hết. Không có định làm sao bắt được đối tượng? Như vậy định nó có sẵn ở trong tất cả mọi tâm rồi, phải không ạ? Định thì có phải là trí tuệ không? Không. Vậy làm sao bạn lại nói là định nó sanh tuệ? Bạn chẳng hiểu gì về Pháp, bạn cứ thích cái gì bạn nói thôi. Cái Pháp định mà nó sanh được tuệ thì tuệ nó còn cái chức năng gì nữa để mà nó hoạt động? Chánh niệm nó có sanh ra tuệ đâu. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tham nó vẫn giữ cái trạng thái từ nguyên thủy của nó, từ vô lượng kiếp, mãi mãi là như vậy. Nó không bao giờ có chức năng hiểu biết được. Chỉ có trí tuệ mới có chức năng hiểu biết thôi. Tất cả các pháp khác đều không có chức năng hiểu biết. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó không có chức năng hiểu biết. Cứng, mềm, nóng, lạnh nó không có chức năng hiểu biết. Các sắc pháp không có chức năng hiểu biết. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức nó không có chức năng hiểu biết. Xúc thọ tưởng tư, định mạng nguyện tác ý không có chức năng hiểu biết. Tình thân, tình tâm, khinh thân, khinh tâm, toàn thân, toàn tâm, thức thân, thức tâm không có chức năng hiểu biết. Ba giới phần không có chức năng hiểu biết. Từ bi cũng không có chức năng hiểu biết.
chính vì vậy trí tuệ nó mới cần được sự phối hợp. Mà trí tuệ thì nó đi chung với thiện hay bất thiện? Hay là quả? Nó chỉ đi chung với thiện mà thôi. Nhưng mà thiện, không phải thiện nào cũng có trí tuệ. Chính vì vậy 12 tâm dục giới nó không có trí tuệ. Mà chúng ta không có phát triển được trí tuệ, không hiểu được về trí tuệ thì bất tử ở đâu mà có? Không có đâu. Như vậy cái gì cần được hiểu trong đời sống hàng ngày? Cái là thật cần phải được hiểu trong đời sống hàng ngày. Về đời sống hàng ngày có những cái gì? Chắc chắn rồi, chỉ có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cảm thọ, buồn, vui, giận hờn, thương ghét, chánh niệm, hiểu biết. Dù bạn biết pháp hay không biết pháp thì pháp cũng vẫn vậy, sanh lên và diệt, vì không có ai cả. Còn trí tuệ ở ngoài đời, nhiều người rất là giỏi, học thức rất là uyên thâm, nhưng cái trí tuệ đó cũng như chúng ta thiền định ở Đức Phật vậy, cái thiền định giàu có lên phi phi tưởng xứ hay chăng nữa thì nó cũng không có một cái sắc la nào có hiểu được danh sắc là vô thường. Nó không biết danh sắc là vô thường là gì, mục của nó. Chính vì vậy khi bổ được đó, khi tới phi phi tưởng xứ, ngài không cách rất là thiết thực, không? Ngài đã tu tập và vượt xa, ngang bằng với cái vị thầy của mình, và thầy của mình tôn ngài lên, ngang bằng với thầy của mình. Nhưng ngài thấy đồ này là đồ dởm, có lên tới đó thì nó cũng vô thường, nhưng mà không có cái hiểu biết ở đó, phiền não vẫn dậy lên. Và ngài bỏ. Và ngài trở lại với cái thiền chánh định. Với phước ba la mật của ngài. Và ngài theo dõi một cách tự nhiên cái hơi thở nó vào ra do tâm nó sanh. Tâm của ngài rất là vi tế nên ngài đạt được. Và trong cái chánh niệm tỉnh giác của ngài nó luôn luôn nó có cái chánh định ở trong đó, bởi vì ngài đã thấy những cái điều kia, ngài thấy cái những cái thiền định đó là cái trí tuệ đó nó không có năng động, nó không có phát huy được, nó cứ trú vào trong cái đề mục của nó. Ôi, đời sống này chúng ta không tỉnh táo thì chúng ta sẽ chết ngay ha, chết ngay. Độc lắm, à, độc lắm. Và chúng ta thấy được, nên để hiểu được một sắc la vô thường trong đời sống hàng ngày với cái thấy cái nghe là vô cùng khó. Nên là đừng bao giờ mà bạn học Phật pháp và bạn bỏ đi những cái thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày, bạn không có nghe về nó, bạn không có thẩm thấu về nó, bạn không có suy tư suy xét về nó, bạn có nói đến muôn ngàn năm nữa cũng không bao giờ sanh khởi được tuệ giác. Vì sao vậy? Vì bạn bỏ đi cái là thực duyên sanh, thì làm sao mà hiểu được pháp được? Nếu bạn hiểu được nó thì bạn sẽ hiểu được cái cứng này, thì bạn sẽ phân nó ra được, cái này là sắc quẩn,
Cái cảm nhận cái cứng này chính là danh uẩn, phải không ạ? Như vậy là chỉ có danh và sắc. Mà thấy cái sắc này rõ ràng là vô chi. Vì sao biết vô chi? Vì cái sắc cứng mềm này nó không biết chi cả. Bởi vì bây giờ có cái tâm thì nó biết. Nhưng mà thân thể của chúng ta nó, cái nóng nặng nó có suốt cả ngày. Nhưng mà chỉ khi nào tâm của chúng ta nó biết về cái nóng thì cái nóng nó mới biết được thôi. Chính vì vậy mà chúng ta bỏ quên cả một ngày mà chúng ta nghĩ về cái gì đó thì cái nóng này nó vẫn sanh khởi, nhưng mà nó có biết gì đâu. Ồ, quý vị thấy không? À. Nhưng các bạn không biết về thực tại, các bạn cứ nói về chánh niệm. Chánh niệm đi, làm sao mà chánh niệm được? Ai tạo ra chánh niệm? Không có đâu. Kể cả bạn có hiểu được pháp hay chăng nữa thì chánh niệm vẫn do duyên của nó, lâu lâu nó sanh khởi, hoặc là nó có duyên nó sanh khởi chút lâu hay mau tùy thuộc nó, chứ không có ai có thể ép được nó. Tôi ngồi đây tôi chánh niệm từ sáng đến chiều, không. Nhưng mà phải nên nhớ là bất cứ một thực tại nào đều có thể được hiểu biết. Như vậy tham cần phải được hiểu, đúng không? Cần phải đối diện với ông chủ. Si mê cần phải được đối diện với ông chủ, phải không? Cần phải có chánh niệm tỉnh giác, cần phải có hiểu biết về chúng. Hàng ngày chúng ta có nhiều si mê không? Hàng ngày chúng ta có nhiều si mê không? Cả từ sáng đến chiều, thậm chí suy nghĩ của chúng ta nó miên man, chứ bản thân của chúng tôi cũng vậy thôi. Tu tập nói đúng cho quý vị vậy chứ không làm gì được các pháp hết á. Nó đủ duyên rồi nó sanh, nó hết duyên rồi nó diệt à. Không có ai ở trong này mà có thể nói rằng tôi chánh niệm như này như kia. Cái người đó là cái người không có hiểu về Phật Pháp một chút cũng không có luôn. Và bạn cứ nghĩ rằng đi biết à, đứng biết à là chánh niệm. Đâu có phải, chánh niệm là phẩm chất. Bây giờ quý vị có niệm bút thô từ sáng tới tối chăng nữa, chánh niệm nó không sanh khởi thì bạn chỉ có cái từ bút thô thôi, chứ không có chánh niệm ở trong đó được. Nên khi mà chúng ta không dần làm quen về những thực tại trong đời sống hàng ngày, sư nói là không dần đó nha, thì đời sau chúng ta có cái gì? À, tất cả những cái mớ kiến thức này là vô thường và vô minh, nó thổi bay hết. Nhưng mà cái hiểu một chút về cái thấy cái nghe này thôi, không bao giờ mà có thể tàn phai được trong vòng sanh tử luân hồi. Vì cái hiểu biết đã được biết và được đánh dấu vào trong tâm khảm rồi, thực thấy thực biết nó, bạn sẽ còn không còn nghi ngờ gì về nó nữa. Như vậy sống 100 năm mà kể cả chúng ta học pháp mà không hiểu, bây giờ chúng ta hiểu một chút thôi, chỉ cần vài cái sát la thôi, chúng ta có thấy đã không? Hả? Không có tiền vàng ngọc nào mà có thể thấy được, có thể mà so bì được hết ấy. Bởi vì chúng ta đã bỏ vàng, bỏ ngọc, bỏ hết, cúng dường lại lục đến chư tăng. Mà bây giờ sư ăn mà sư này thuyết cho quý vị si mê nữa thì đúng là cả đám. Hả? Là Đức Phật chê liền. Giáo pháp của Ngài, quý vị thấy bây giờ quý vị mới thấy, ô cái thấy cái nghe trong đời sống hàng ngày nó mới là thâm diệu, nó mới là cái manh mối của luân hồi và cái manh mối chấm dứt cái sanh tử luân hồi này. Nếu không có con mắt, chắc chắn một điều là cái nhãn thức nó không thể sanh khởi được. Nó không thể biết được đối tượng thị giác, phải không? Như vậy trước đây nó không có, bây giờ nó có, phải không ạ? Và chúng ta dường như là chúng ta thấy cái nhãn thức thì nó sanh khởi suốt cả ngày là thường, không phải đâu. Sai lầm.
Kể cả chúng ta đang mở mắt như vậy, nhưng mà cái nhãn thức ở đâu có sanh khởi đâu. Vì sao vậy? Bây giờ sư đang nói nè. À, đang để ý về cái nói này, đang để ý về cái sự suy nghĩ về cái từ vựng. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng nó xen kẽ nhau sanh diệt suốt cả ngày. Mà không có cái thiền định nào mà có thể hiểu được nó hết á. Chúng ta chỉ có vung bồi trí tuệ về tứ niệm xứ, về thực tại trong đời sống hàng ngày. Từng chút một, một cách bền bỉ. Và một cái sự kham nhẫn khổng lồ. Hết đời này qua đời khác mới có sự đủ duyên. Bởi vì không phải cứ nói chánh niệm, nói trí tuệ cái là nó có. Không phải, không phải vậy. Quý vị đừng có nghe, đừng, tôi nghe cái bài pháp này tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Không có đâu, không có đâu. Trí tuệ nó sanh lên một cách rất là thưa thớt và rất là yếu ớt. Mà chỉ khi nào được nghe đúng về nó nha, đúng về nó. Đối tượng của trí tuệ mà tứ niệm xứ là phải đúng về nó. Và đối tượng của tứ niệm xứ là nó bất chấp hết tất cả mọi thực tại. Trí tuệ thì nó không có bao giờ sợ vô minh lớn như này như kia cả. Còn khi nào mà chúng ta sợ vô minh, sợ sân hận, sợ người ta chê cười là chúng ta biết đó lại là một si mê nữa, đó lại là ác pháp nữa, đó lại là tà kiến nữa. Chỉ có trí tuệ mới không có sự sợ hãi của vô minh thôi. Chấp hết. Nên là tại sao Đức Phật có cái sự kham nhẫn khổng lồ như vậy, quý vị biết không? Đó là trí tuệ toàn giác của Ngài. Chúng ta phải nhớ, hãy luôn luôn vun bồi trí tuệ. Thời gian không có cho chúng ta đâu. Ngày mai là chúng ta xuống mồ rồi, và giáo pháp của chúng ta học không hiểu gì hết. Nên nó đi mất mù xa như này nè. Đừng có nghĩ mấy cái chữ chúng ta học thuộc lòng là đếm như này như kia, rồi tôi thuộc mấy cái số này, bao nhiêu tâm này kia, chúng ta hiểu Phật Pháp. Không phải vậy. Cái đó là sắp đặt ngôn từ. Còn khi chúng ta đi vào trong những cái thực tế của giáo pháp Đức Phật, từng cái sát la một, chúng ta không có khéo, không có kỹ càng. Đừng có nghĩ rằng thuộc cái đó là chúng ta chìm đắm ở trong đó và quên mất cái hiện tại, là chúng ta chết chìm trong sanh tử. Trăm năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật, một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng sanh niết bàn. Quý vị thử suy xét kỹ xem, không có cái gì tái sanh ra, không có ai tái sanh ra ở đây cả. Chỉ có nghiệp, quả, phiền não. Mà tất cả cái đó đều là tâm, không phải có ai tái sanh hết. Nên là chúng ta không thể chọn lựa cái tái sanh cho mình được. Mà chính là phước nghiệp nó chọn, ác nghiệp nó chọn. Cho ra chứ không phải chọn được không, đúng không? Theo tâm tâm. Chính vì vậy nó mới khổ đau. Đức Phật mới nói rằng điểm khởi đầu của sanh tử là không thể nghĩ bàn, không thể hay biết được. Và Đức Phật dạy cho chúng ta cái con đường tứ thánh đế, cái hiện tại này chỉ có hiện tại và hiện tại. Còn cái gì đã mất rồi, nó đã vĩnh viễn rồi, nó biệt vô âm tính rồi, nó không bao giờ còn sanh trở lại nữa. Bạn có than, có khóc, có cười cợt, có dẫm đạp trên nó, tất cả những cái điều đó, tâm của bạn chỉ suy nghĩ cái khái niệm về nó thôi, chứ nó không bao giờ sanh trở lại, dầu là một sát na cũng không có. Rồi thì sao? Rồi pháp vô vi nó lại sanh như vậy thôi. Cái thấy vẫn phải đương nhờ con mắt, cái nghe vẫn phải đương nhờ tai.
Nghiệp nó tạo ra cái tai là khác, nghiệp nó tạo ra cái mắt là khác. Do vậy khi không có nghiệp với tai của chúng ta nó đâu có tạo ra cái nghe đâu. Nên nhiều người bị điếc. Nhưng mà nó tạo tác cái gì cũng chỉ quanh quẩn những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, cứng, mềm, nóng, lạnh. Và tất cả những cái gì mà chúng ta mê đắm trên đời này chỉ là những tứ đại và những cái bộ xương quét bởi tứ đại, những cái thịt máu này, hôi thối bẩn thỉu này, nó vô thường khổ vô ngã này. Nó không phải là đàn ông, đàn bà này, nó chỉ là một cái đống bất tịnh này, mình cho đẹp là xấu, cho nó là cái gì đó ghê gớm, nhưng bản chất của nó là vô tri vô giác. Cái tâm này nó vụt ra một cái rồi thì sao? Thì mãi mãi nó không bao giờ quay trở lại nữa. Dầu cái thân nó đang ngào hoa hậu 30 tuổi cực kỳ đẹp, nhưng mà nghiệp nó hết, cái tâm này nó vụt ra, nó đi tái sanh ở chỗ khác, thì hoa hậu hoa hiếp gì không, nó không còn biết tới nữa hết. Đấy. Nó không có chấp thủ vào đó nữa. Mãi mãi không bao giờ nó chui vào trong đó nữa. Nó không phải là ai cả đâu. Đô cha quá sá sá tăng chi vê á bát sang á mát tăng bá đăng ế ca hăng chi vi tăng sê yô vá sá tô á mát tăng bá đăng tí. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Câu bất tử ở đây là gì? Là pháp Đức Phật dạy, là các pháp hữu vi, là vô thường, khổ, vô ngã. Các con hãy quán chiếu chúng, xả ly chúng, không chấp thủ đối với chúng, bất động đối với chúng. Thấy rõ được thực tướng của chúng, vô thường, khổ và vô ngã. Thì đó là gì? Câu đó là câu bất tử, là đạt được cái sự tịch tịch niết bàn, không có sanh tử. Và kệ Pháp Cú này thì Đức Thế Tôn thuyết khi mà Ngài ngự ở cái chùa Chitawala Vihara Kỳ Viên, đề cập đến cái làng Kisagotami. Thì chúng ta biết là cái làng Kisagotami này thì cái tương truyền có một cái nhà ông bác hộ đó, Sawathi đó, câu chuyện thì chúng ta đọc câu chuyện đó ha, chúng ta nghe mà chúng ta phải hiểu ở đây là hiểu về cái phước báo, chứ còn chúng ta nói là than mới này nó biến thành vàng thì hai cái điều này nó không có bao giờ xảy ra hết. Vàng nó có cái tính chất riêng của nó, than nó có cái tính chất riêng của nó, chẳng bao giờ lẫn lộn được, và chúng ta phải hiểu được cái phước báo. Chứ còn những cái câu chuyện này nó rất là nguy hiểm, và chúng ta cứ chìm vào trong đó mà chúng ta quên mất cái nghiệp, cái phước báo, cái tâm, cái pháp. Cái quan trọng, cái cốt tủy, cái lời pháp của Đức Phật dạy thì chúng ta không có suy xét sâu sắc về nó, nhưng mà chúng ta chỉ thích những cái khác thì làm sao chúng ta thấy được pháp. Và chúng ta biết nè, từ kể câu chuyện này ha, thì câu chuyện ông bá hộ này thì tự nhiên nhiều cái tài sản hàng trăm triệu đồng vàng của ông tự nhiên nó biến thành than, biến thành than. Thì cái ông bá hộ này thấy vậy thì tâm trở nên phiền muộn, bỏ ăn, bỏ uống, liệt giường. Và khi đó thì có một cái người bạn đến nhà thân của ông bà và hỏi. Như vậy thì chúng ta thấy đọc cái câu chuyện này là chúng ta biết là nó không có không? Sư không có thích mấy cái câu chuyện này đâu, nhưng mà trong giáo pháp thì sư đọc cho quý vị. Vì nếu nói như vậy, ông này không có thần thông, mà ông này ông có ông bạn này nữa. Ông nói này, bạn à, sao bạn buồn dữ vậy? Nghe rõ câu chuyện tâm sự của ông bá hộ thì cái người bạn mới nói, thôi bạn à, đừng có lo đầu nữa, tôi biết một cái phương pháp giải khổ cho bạn. Bạn hãy làm theo cái lời của tôi chỉ dẫn, mà tôi làm gì bây giờ? Thì cái người gia chủ mới hỏi tôi làm gì bây giờ.
Thường ta nói này bạn, bạn đích thân bạn ra chợ, bạn trải cái chiếc chiếu lát ra. Và Ấn Độ không biết có chiếc chiếu lát không thời đó, rồi đổ than vung lên thành đống, rồi ngồi giả làm cái người bán than vàng than lên đó. Trong khi đó có cái khách nào mà qua lại thì gặp cái người nào thì hỏi, mấy người kia bán vải, đầu mật ong, mật mía, còn ông sao lại ngồi bán than? Thì bạn hãy trả lời nè, của tôi mà tôi không có bán thì tôi sẽ làm cái chi? Nếu mà còn người nào gặp mà nói nè, mấy người khác bán vải, bán đầu, bán mật ong, bán mía, còn ông sao lại bán vàng, bạc ở đây? Thì bạn hãy trả lời rằng bạc vàng ở đâu? Nếu cái người ấy chỉ đây nè, thì bạn hãy bảo là đâu mà tôi xem. Rồi bạn xòe tay ra thì thọ lắm. Khi cái người ấy trao qua tay bạn như thế thì than nằm trong tay bạn nó sẽ trở thành vàng. Quý vị thấy không? Đọc chuyện, đọc câu chuyện thì chúng ta phải tinh ý. Chúng ta lấy cái gì nó hay, nó thiết thực ở trong đó, chứ chúng ta chớ có lấy những cái này. Rồi nếu đó là một cái cô gái thì bạn cưới về cho con trai của bạn. Còn nếu mà của chàng trai thì sẽ cưới về con gái của bạn. Thì cái nàng Kisakotomi thì nàng cũng làm như vậy. Thì cái ông này cũng thấy cái phước báo của nàng thì mới xin nàng làm cái con dâu của ông. Và ông, cái cô này chấp nhận. Thì cô này chấp nhận khi mà sanh ra, khi về nhà thì mang bầu. Mang bầu thì được một cái đứa bé rất là đẹp. Và không ngờ cái bệnh dịch nó đến thì cái đứa bé này nó chết. Thế là cô ta thương con, mà mẹ thương con. Thì ấm con đi hết đầu này đầu kia, lăn lỉ, ai cứu được con mình. Đi hết như vậy, thì ai cũng lắc đầu hết, thẫn thờ đi đến gặp Đức Phật. Thì Đức Phật khuyên, Đức Phật ví dụ, Đức Phật thấy cái nói ví dụ của Pháp, thì Đức Phật nói được rồi, thế mọi người mà cứ cố tình như vậy thì người sẽ đi những khắp nhà nào mà xin những cái hạt cải nào mà nó không có đó, thì mang cái hạt cải, mà cái người nào, cái nhà nào mà không có cái người chết thì con hãy mang cái hạt cải đó về thì ta sẽ cứu sống con của con. Thì cô này cô đi cũng mệt rã rồi như vậy, đi hết đằng này đến đằng khác, cô hỏi nhưng mà nhà ai cũng báo cái sự chết hết đó. Không có nhà ai mà không có người. Thì cô đi về thì cô mới nói với Đức Thế Tôn, con đi hết rồi mà không nhà ai, không có người chết. Thì Đức Thế Tôn dạy cái bài pháp này và cô ấy tỉnh mộng, tỉnh ngộ. Như vậy thì chúng ta thấy các pháp nó đang sanh khởi vô thường trong từng sát na, từng khoảnh khắc trong đời sống của chúng ta thôi. Vì chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không có nghe lời Ngài dạy, chúng ta bỏ quên cái hiện thực. Chúng ta quá chú trọng vào những cái này cái khác mà quên đi cái sự quân bình trong đời sống này để nhận ra được cái pháp. Chứ còn mà bây giờ cái thấy nó không sanh khởi thì ai có thể biết được cái thấy là vô thường. Cái nghe trước kia, trước đây không có, bây giờ có cái nghe, rồi bây giờ có cái nghe nó lại mất. Mất rồi nó lại không có cái nghe nữa. Nếu mà chúng ta khéo để ý, chúng ta thấy, ồ, cái nghe vừa mới thúc đẩy không có cái nghe, bây giờ lại có cái nghe. Rồi cái nghe nó lại mất đi. Ngửi nếm xúc chạm cũng vậy, cảm thọ cũng vậy, tham sân si nó cũng vậy. Nó sanh trong đời sống hàng ngày, nó là thực pháp đó chứ. Chứ nó đâu có phải là sách vở. Và nó kiểm tra chúng ta trong đời sống hàng ngày đó thôi. Nhưng mà chúng ta không chịu kiểm tra nó. Tham sân si nó dắt chúng ta đi miết vậy thôi. Đi miết vậy. Đi miệt mài. Đi miệt mài trong sanh tử đó chứ đi đâu nữa. Chứ sanh tử là cái gì đâu, thưa quý vị. Có phải từ cái thấy nghe đó là chúng ta khinh chê hết cái người này đến người kia, và chúng ta nghĩ đây là con người, đến mức đầu chúng ta tưởng tượng ra đủ thứ chuyển chuyển, phải không? Người này xấu xa, người này đê hèn. Nhưng mà chúng ta không hiểu đây là khoảnh khắc của tham, của sân, của si, của ngã mạn, của tật đố, của ganh tị. Không bị
phải của ai cả, không phải ngài nào đó tham cả, không có ngài nào sân cả. Tất cả chúng là chỉ đã phát cho duyên thôi. Không có cái trí tuệ nào của ai hết á. Vậy các pháp đâu có phải là chúng ta cần phải làm cái gì đâu. Không lẽ chúng ta không có ai tạo ra được các pháp mới gọi là các pháp là vô ngã, bởi chính chúng ta là đang là các pháp. Có phải là chúng ta cũng thấy nghe ngửi, đâu đâu cũng thấy nghe ngửi, nếm xúc chạm. Nhưng phải là có cái thấy sanh ở đây và diệt, cái thấy sanh ở kia và diệt, cái ngửi sanh ở đây và diệt, cái ngửi sanh ở kia và diệt. Nhà nào cũng ăn cơm phải không ạ? Thân nào nó cũng cứng mềm nóng lạnh chứ. Tại sao các bạn này không có cứng mềm nóng lạnh sao? Không lẽ cái thân của Đức Phật có như vậy không? Thân của con mèo con chó có như vậy không? Không phải chúng ta thấy được nó thì là bất tử rồi. Phải thấy được sự chân lý của giáo pháp. Hả? À, thực sự mà chúng ta thấy được sanh tử là thấy được bất tử đó. Mà chúng ta không thấy được sanh diệt thì lấy cái gì mà xả ly đâu, phải không ạ? Cho rằng cái này là của tôi làm phước như này như kia miết gì vậy, thì tâm của chúng ta nó cứ theo cái đường lối vô minh, cái lối mòn của nó muôn đời như vậy, làm sao mà chứng đắc đạo quả gì được, phải không? Cũng là pháp đó thôi, có cái hiểu hay không hiểu thôi. Chứ không có cái người Mỹ nào tốt xấu cả. Ở bên Mỹ cũng chỉ có những cái cứng mềm nóng lạnh, có những cái thấy nghe ngửi nếm đụng, có tham sân si, ở đâu đâu cũng vậy thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy khi nào mà chúng ta nghe giáo pháp, thấy được cái chân lý lời Đức Phật dạy, là ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, không thấy được câu bất tử là Đức Phật dạy chúng ta bất tử ở đây chính là niết bàn tịch diệt, tâm bất động. Bất động trước cái gì? Trước cái pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Là sống một ngày thôi mà thấy được cái thực pháp trong đời sống một ngày, có chánh niệm tỉnh giác. Đạt được tứ niệm xứ hay là tứ thánh đế, chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì sống một ngày cũng đủ rồi. Còn lần này chúng ta sống bao nhiêu rồi? À, không đếm được. Không đếm được bao nhiêu kiếp. Và chúng ta nhớ rằng là giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta xa rời với thực tại trong đời sống hàng ngày, chúng ta còn phải đi tìm ở đâu đó một cái chú xứ nào đó để chúng ta luyện công để thấy pháp. Thì báo cho bạn biết là tà kiến và vô minh đang kéo bạn đi rất xa. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên và đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Thiên Nhân, A-tu-la, Diêm Chúa và kính chi phước lành đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, xin quý ngài cái vị trì hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và sớm giữ chi được tứ thánh đế thánh tạo. Phước lành này con nguyện là nhân là duyên thành tựu trí tuệ, thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này. Và nhất là phước lành này hộ trì cho tâm của con luôn luôn tinh tấn tinh cần học hiểu diệu pháp của Đức Phật, xứng đáng là con của ngài đầy đủ minh và hạnh. Nam mô Bụt Tha Nha. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay.
cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, vì thượng tọa minh hạnh đã rời rung. Và kính dâng mít đến sư. Phavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhanu pavena sarasuthi phavantu te phavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammanu pavena suthi phavantu te phavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sankhanu pavena sarasuthi phavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu ve ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta sót thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bích ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa văn tu tê cha la bu cha dê pi cha an đa sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua sang ba tiết cha tê sắp bề pi đục kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng thầm mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khổ hồ tu sa mắc vô qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khan tu sắc thầm mô sappe pi dhamma carino putthim sampahuniyama dhammariyappa vedite. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống nít.